Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel Đến với bản tin 5 phút phiên trưa, phiên ngày 16 tháng 10 năm 2023 Chúc anh chị có một phiên chiều giao dịch thật là thành công và nhiều hiệu quả anh chị nha Ok, rồi hôm nay là à, bản tin thì chủ đề ngày hôm nay là phiên à, tuần đã hàng vệ sinh Thì chúc các anh chị sẽ có được những thông tin thật là hữu hợp, hợp, hợp ích trong bản tin đầu tuần Rồi, Index ở trong khung tuần thì cập nhật với anh chị Trong thời điểm hiện tại thì Index vẫn đang trong một xu hướng giảm Và cái mức cân bằng của Index đang dần dần À, cái mức công bằng đập đang dần dần chuyển đổi từ vùng 1167 về xuống qua trong các phiên sắp tới thì cái vùng cân bằng sẽ dần dần được tái lập quanh vùng 1130 và với cái vùng cân bằng này thì cái diễn biến của Bình trong các phiên sắp tới sẽ như thế nào anh chị dạ? ha. Rồi cùng em tịnh sẽ đi uh, uh, tổng kết trong phiên ngày hôm nay. Vn Index phiên sáng đóng nến tại vùng 1149.10, giảm 5.64 điểm sau phiên ngày hôm qua. Với độ rộng thị trường hiện tại đang nghiêng về các mã giảm 330 mã và các mã tăng thì chỉ có 118. À, điểm số thì mặc dù là đang giảm điểm nhưng mà anh chị thấy là không có cái lực bán hoang loạn xảy ra trong thời điểm hiện tại. À, đâu đó chỉ có một, một mã sàn anh chị ha, một mã sàng trong 330 mã giảm điểm này thôi. Và tổng giá trị giao dịch trong phiên sáng này là hơn 6 tỷ với cái mức độ giao dịch như thế này thì anh chị thấy là có cái mức độ tăng trường hơn về thanh khoản so với phiên ngày hôm trước so với phiên ngày thứ sáu nha anh chị nha so với ngày thứ sáu rồi à, về mức tác động thì vn index hôm nay à, có cái sự tác động vào chiều điểm tăng gồm có gas fpt sab gvr blx bbd gas bhn về chiều giảm thì anh chị thấy là có biệt công banh có hbg có vinamilk có vinhome BID vít stb vtc và ctg đây là những cái mã cổ phiếu trụ anh chị ha đây là những mã cổ phiếu trụ rồi nước ngoài thì trong sáng nay vẫn tiếp tục bán rồng giá trị bán rồng tính tới thời điểm kết phiên là 418 tỷ à, cao hơn cái phiên ngày hôm trước cao hơn cái phiên ngày 13 tháng 10 là phiên thứ sáu tuần trước anh chị nha ok rồi về tự doanh thì anh chị thấy là tự doanh những phiên gần đây thì à, liên tiếp là hai phiên bán ròng à, đồng chiều nay thì chờ dữ liệu xem diễn biến của tự doanh là như thế nào rồi về đầu thị thì giống như lúc nãy cái chia sẻ anh chị trong cái quá trình hồi phục lên thì vn index đang vướng cái kháng cự quanh một 167 và nếu mà tích cực hơn nếu mà vn cân bằng được giữ được trên một hoặc là mức thấp nhất cần giữ đó là 1130, 1135 thì VN sẽ có cơ hội để uh, tiến về cái vùng 1 1180 trong thời gian trước phiên đáo hạn phái sinh anh chị ha. À? Còn trường hợp nếu mà VN phá vỡ đi trong chiều nay hoặc là trong phiên ngày hôm ngày mai thì khả năng VN sẽ có những quá trình giảm sâu và cái vùng mà chúng ta đã chờ mua cũng như là nhắc tới các anh chị ở uh, xuyên suốt thời gian trước đó là uh, 1 1084 cũng như là 1092 thậm chí là có thể là sẽ có những vùng thấp hơn về tới 1.1035 anh chị do đó thì trong thời điểm hiện tại thì những cái vị thế tơ cộng nó sẽ hạn chế hơn một xíu ưu tiên tơ không thì à, khi mà vàng này có những cái trạng thái chạm về vùng hỗ trợ 1.133 anh chị nha còn cái vị thế tơ cộng trong thời điểm hiện tại thì nó hơi hạn chế một xíu rồi à, ở đây thì anh chị thấy được là vàng đang cho những trạng thái công bằng rất là quan trọng anh chị đang cho những trạng thái công bằng rất là chặt chẽ ở trong khung một giờ và cái vùng thấp nhất mà vàng đang giữ trong phiên ngày nay là một một à, nếu mà phá một thì cái việc mà rung lắc về tới một một là hoàn toàn có thể xảy ra vào với trạng thái à, tích lũy mạnh như thế này thì khả năng phá là có khả năng nha anh chị và anh chị lưu ý với em là trong tuần vừa rồi em có nhắc tới với cả nhà về cái việc là vn index đang có những cái eo anh đang có những eo, eo may mỏng thì đây là những điểm mạnh cực kỳ hấp dẫn đối với vn index và vn index thường đi qua những chỗ đó nha rồi à, móc mà à, hôm nay cái vùng hỗ trợ đang có trong phiên ngày hôm nay là vùng một 47 148 nếu bên giữ được cái vùng hỗ trợ này ok thì là một cái điểm tích cực cho có thể là hồi phục đi lên còn trường hợp mà à, phá vỡ và đặc biệt là trong phiên chiều nay chị nha thì cái quá trình rung lắc like bên dưới thì anh chị phải chú ý và 1130 1135 là cái điểm mà anh chị cần phải à, thị trường cần phải giữ và đây sẽ là cái điểm mà anh chị có thể chặn thu về cái sức mua chuẩn bị cho cái nhịp đánh bên dưới anh chị chuẩn bị cho cái nhịp bắt đáy bên dưới còn trường hợp mà giữ được trên cái vùng 1130 1135 và kéo lên lại thì khi mà về lại 1167, 11 và 80 sẽ là những điểm anh chị chốt lời cũng như là các cái vị thế mà anh chị đang kẹp hàng ở vùng cao mình hãy hạ tỷ động để mình thu về sức mua mình chuẩn bị cho cái nhịp bạch đáy ok rồi à, đó là về những thông tin những biến thị trường thì anh chị có những cái mã cổ phiếu mình quan tâm về để mua điểm bán anh chị có thể để lại ở phần bình luận nhé anh chị nha để lại phần bình luận qua chưa có người hỗ trợ chưa có đồng hành thì hãy kết nối ngay với em tịnh qua số điện thoại bên dưới để chúng ta có thể là chuẩn bị với nhau một cái nhịp đánh sắp tới ok hẹn gặp lại các anh chị ở trong livestream tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại